Rồi xin chào cả nhà. Ngày mới xem video vui vẻ nha mọi người. Đây, ngày mới tiếp tục cho một cái máy Exeter nha. Nồi tự động. Đây đang chuẩn bị gắp nha mọi người. Đây anh chủ xe thông cảm cho phố nha. Tại công chuyện cũng hơi lu bu nha, hơi chậm trễ, anh cũng thông cảm cho em nha. Rồi, máy sạch sẽ nha. Máy sạch là kêu bằng là như mới luôn nha. Đây. Sạch sẽ trước tính sau cả nhà. Im hay không thì mình chưa biết nha, mà quan trọng là sạch sẽ trước tính sau. Rồi chuẩn bị gắp nha. Rồi máy xe này là làm full máy nha, thay full bật đạn, vô full ốc Salaya luôn nha. Đây cả nhà theo dõi phố nha, để sau khi mình gắp xong cái máy này coi nó lên như thế nào nha mọi người. Rồi thôi hết thời gian rồi, chúc đại gia đình mình ngày mới vui vẻ nha. Bye bye nha.